thiên hạ. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng và Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý quan khách, quý đại diện chính quyền các cấp liên quan, tiểu ban và hội đồng thành phố, với cái sự cố gắng làm việc từ mấy chục năm nay, thì chúng tôi không có thể nói hết để cho quý vị được nghe, nhưng mà ở đây có một đệ tử soạn thành một cái sơ lược tiến trình xây dựng chùa Quang Minh. Quý vị có nhiều thời giờ, quý vị sẽ coi ở trong cái tập này, quý vị thấy là rất là cay chua trong cái việc mà xây dựng cái chánh điện chùa Quang Minh. Nhưng tôi xin lỗi quý vị, cho tới bây giờ đứng trước mặt quý vị ở đây, chúng tôi mới là thấy được một cái phần thưởng rất là quý báu, được sự chiếu cố của tất cả các quý vị, từ chính quyền cho tới tất cả các Phật tử, các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng Việt Nam tị nạn, cũng như tất cả mọi Phật tử đã đến với cái chùa Quang Minh từ khi còn ở 177 Morris Street. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi có soạn thành một cái tập này. Và đây là cái kết quả bao nhiêu công trình của bao nhiêu năm mà chúng tôi đã đóng góp cho cái chánh điện của chùa Quang Minh hôm nay được thành tựu, và được sự chứng kiến của quý vị để chúng ta cùng vui mừng đã thành đạt được một cái ngôi bảo điện có thể nói rằng là đại quy mô mà chúng tôi thiệt tình là không có ngờ được. Một cái công trình thứ nhất chúng tôi đã bắt đầu xây dựng từ ở trên Sydney, ở tiểu bang New South Wales. Và khi đặt viên đá đầu tiên xây dựng cái ngôi chánh điện này, thì số quý vị có mặt trong cái ngày đặt viên đá đầu tiên đó, thì mới thấy rằng là cái khoảng đất này, thưa quý vị, nó lại nằm ở trong một cái phạm vi quản trị của ba cái cao sầu. Một cái cao sầu Mary Việt Nam, một cái cao sầu Sinh Sai và một cái cao sò Bình Bình. Ba ông chủ trong một miếng đất mà tất cả ông chủ nào cũng đều ủng hộ. Xin cảm ơn tất cả. Thưa quý vị, cái số người tăng sĩ Việt Nam và tị nạn sang Úc Châu, Úc Đại Lợi thì không có được nhiều. Trong những buổi trước, cái chùa tạm thời mua ở nơi 177 Morris Street trải qua cho tới bây giờ là mấy đời trụ trì đều có cái sự đóng góp ở trong cái sự thành lập cái tiểu bang Victoria, cái giáo hội của tiểu bang Victoria. Cho tới bây giờ là thì sau cái thời gian vất vả và có thể nói rằng là quá thiếu thốn, thì các cái vị trụ trì tiền nhiệm lần lượt bỏ ra đi. Cho tới cái giờ chót thì là thầy Thích Minh Trí, tất cả mọi chi tiết đều có được ghi ở trong này hết. Và như vậy thì túng quá không có người. Đại Đức Phước Tấn ở trong cái thời kỳ đó còn là làm việc cho giáo hội ở trên Sydney, là một tổng vụ trưởng xã hội, có những cái chuyện mà tôi
không phải ca tụng, nhưng mà nói đến cái trách nhiệm làm việc của Đại Đức Quốc Tán ngày xưa. Ngày xưa Đại Đức Quốc Tán theo tôi từ còn nhỏ, hồi còn học mới bắt đầu cuối tiểu học để em bắt đầu sang lên trung học. Và theo tôi chỉ có một thầy một trò, mà cũng phải có một cái chùa xây dựng, vừa phải cúng kiến vừa phải đi học hàng ngày. Nhưng mà mỗi một cái học kỳ tôi đều được nhà trường gửi tới bản báo cáo là cái sức học excellent, học thì giỏi, học thì siêng, nhưng mà không có cái bằng đầu đạt. Cho nên khi ở đây khiếm khuyết một vị trụ trì, tôi bổ nhiệm về đây là hơn 10 năm rồi, chắc chắn có thể là 12 năm. Vì mới năm trước đây thì có làm cái lễ để kỷ niệm với lại Đức Quốc Tán, được chuyển về với lại làm trụ trì 10 năm. Thì bây giờ 2 năm thôi, chắc cũng 12 năm rồi. Học thì chịu khó, học thì giỏi, mà chỉ chuyên lo học, nhưng mà không có cái phần đạo đạt. Do đó cho nên khi bắt về ở đây để trụ trì ở đây thì vì bổn phận của giáo hội bổ nhiệm mà phải xuống dưới này, chứ cái sức học chưa có được. Còn muốn học nữa theo tôi thì khi đi sang qua Thái Lan để tham dự tất cả các cái buổi đại hội bên đó, lấy các thầy ở bên Thái Lan, người nào ta giỏi hết, là đỗ tiến sĩ rồi hết. Nhưng mà cái ông đại tử của mình chưa có đậu được, tại vì quá nhiều công việc của cái người tị nạn. Cái giáo hội còn rất là nhiều công việc, nhất là đưa về cái tiểu bang Victoria này, cái chùa chưa có. Có một vị linh mục ngày trước có đến tham dự, và tôi nhớ là cái buổi đó có ông Mayor, ông thị trưởng của thành phố Marina Đông có đến dự, và một số các nghị viên của hội đồng thành phố Marina Đông cũng đến dự. Và buổi đó có một ông linh mục người Úc, mà nghe đâu như bây giờ ông làm lớn lắm ở trong cái vùng của bên Thiên Chúa Giáo, ở bên cái vùng này. Chúng tôi có ngỏ ý muốn đi tìm thỉnh mời. Thì mấy lúc đặt viên đá đó, trời giông mưa không có thể tưởng tượng, mà ở chỗ này không có một cái nhà nào để mà đụng mưa hết. Tất cả mọi người đều là chịu ở trong cái dòng gió mưa, mà rồi trời giông quá sức, cho nên ông linh mục cũng phải ôm như vậy cái cột của cái lều mà giữ mình lại. Bao nhiêu người đều phải giữ mà ôm mấy cái cột giữ gìn lại hết. Thì một bữa ông kể lại, ông nói cái chuyện ngày xưa đó cho tôi nghĩ là cái tình của người ở cái quê hương này rất là quý báu. Tuy là khác đạo, nhưng mà với một cái tâm niệm hộ trì xây dựng cho đạo giáo chung, cho nên coi như là các vị đó đều có trách nhiệm. Thành thật cảm ơn để ghi nhận tất cả tấm lòng hỗ trợ của tất cả các từ chính quyền liên bang, tiểu bang, nhất là chính quyền thành phố Marina Đông và Brisbane và thành phố Adelaide,
phút này. Chùa Quang Minh cho tới bây giờ chúng ta, tôi nghĩ rằng là bây giờ cái số tuổi ngoài 90 tôi mới thấy là mình có phước, mình vui mừng được thấy cái chánh điện được hoàn tất. Tất cả các Phật tử mới về ở đây dự tham lễ, tham dự cái lễ khánh thành mới có trong ngồi trang nghiêm trật tự. Còn ngày trước thì kẻ ở trong và ở ngoài. Tôi nhớ một cái lúc trước khi mà cái lễ giáo thừa, trước khi dọn về 177 Morris Street, thì đêm đó, cái đêm giao thừa đó, cảnh sát của cái thị xã này cho máy bay trực thăng hoành hoành bị ở dưới, số người đông quá mà không biết cái chuyện gì. Ngày xưa nói xin lỗi thì mình chưa có biết cái cách để mình báo cho chính quyền địa phương để biết, để mà cái đó là cộng đồng Việt Nam tị nạn đưa làm lễ gọi là giao thừa. Bây giờ thì giờ quá dài, giờ quá trễ, tôi xin sẽ trao đến cho quý vị này, tất cả mọi quý vị một cái tập này kể lại từ công trình, từ hồi mới sang và cho tới bây giờ đã thành những ngôi chánh điện chùa Quang Minh. Tất cả công trình xây dựng chánh điện chùa Quang Minh này được nhờ tất cả từ trên chính quyền liên bang, tiểu bang, nhất là tiểu bang. Năm mấy năm trước thì ông thủ hiến có tặng cho cái công trình xây dựng 1 triệu đồng. Đó là một điều hy hữu chưa từng có. Thành thật ghi nhận tất cả những cái anh em huynh đệ ở trong cái ban kế tiếp, cũng là cái ban trị sự của giáo hội Victoria. Chúng tôi muốn xin giới thiệu đến quý vị thì những vị hội trưởng cho tới tất cả các cái vị mà cộng tác đều là đóng góp tất cả những cái công trình rất là quý báu trong này. Là thứ nhất là mời đại thượng tọa Thích Phú Tăng, bây giờ thì là thượng tọa, có nhiều vị chưa biết cái kỳ chú tăng, chú tăng đã đủ cái tuổi hạ và đã đủ cái tuổi đời để tấm phong thượng tọa, và tôi đã tấm phong lên thượng tọa rồi. Thì xin mời trước hết là vị lãnh đạo tinh thần ở nơi cái tiểu bang này là đại đức thượng tọa Thích Phú Tăng. Thứ hai nữa là tất cả các anh em trong ban trị sự xin lên đây để chúng tôi có cái lời cảm ơn và ghi nhận công đức của quý vị. Thì xin mời lãnh đạo đây quý vị được có ở trong ban trị sự và trong ban kế tiếp, kể cả kiến trung sư Trần Nam Xanh. Ngày trước thưa quý vị, khi không quỷ nào đâu, thưa quý vị, cho tới bây giờ tôi mới nghĩ là mình có cái phước mình đứng trước cái lễ khánh thành, biết bao nhiêu bà con, những người lớn tuổi hy vọng cho cái đại hùng của điện xong để hỏi mừng. Nhưng mà có nhiều vị đã đi trước rồi, không có được tận mắt nhìn thấy cái cảnh này. Cho nên
trước hết là chúng tôi xin tán thán cái công đức của tất cả các vị đã đóng góp vừa tiền bạc công sức vào trong cái sự xây dựng cái đại hùng vũ điện chùa Hồng Vinh, nhưng mà bây giờ đã khuất rồi, không có mặt để nhìn thấy cái công trình. Thì đây, ngày xưa Bảo Nhiệm đã đứng đại đức Phước Tán hầu đó về trụ trì đây, thì có nhiều vị nói: ôi cái ông trong này không có nhặt, cái ông con nít đâu làm cái gì. Nhưng mà cái gì đó tuổi trẻ không, nhưng mà tài cao. Trong cái buổi họp đầu tiên để khởi sự xây dựng cái đại hội của điểm này, là tôi đã dặn anh cái rút sư Trần Văn Thành chỉ trong vòng 4 triệu hòa thôi, không? Bởi vì trong lúc đó không có tiền. Thế nhưng anh Trần Văn Thành cũng phụng mạng, cũng dễ, nhưng mà dễ riết. Rồi đã thầy mới phát cái gì đây để nghe mấy cái sự dễ dàng của mấy vị kiến trúc sư người Úc, rồi cái hợp tác lại vẽ thành cái quan đầu to lớn như thế này. Tôi thấy kinh hồn vía. Cái ngày lót cái sàn này nè, cái sàn mà mình ngồi như thế này, mấy chục cây đà dạ đời hôm nay ra tới ngoài kia, mắt tôi lội lên, tôi thấy kinh luôn. Từ khi mua được cái đất đi kiếm cái đất, mua được cái đất là cũng là đàn ai cũng ra, nhưng cuối cùng thì anh Đặng Văn Hiền coi báo, anh thấy anh mắc cho cái sở này, thì mua được cái sở này. Rồi bao nhiêu những cái siêu thần và bác đó rồi ông biểu được rồi, ông thầy nên bán cái miếng đất này đi, đất này là đất ma đất quỷ, không có thành các chùa được. Nhưng mà tôi thì cũng liền lắm, vì thấy công sức với lại anh em cũng đóng góp nhiều quá, trong đó có anh lão qua đời, anh Lê Thành Nhân. Nhờ anh em bà con dưới này thiệt là trí tâm biết thật, phải nói rằng là Phật tử ở Victoria quá bền trí, cho nên mới thành tựu được cái chánh niệm như thế này. Xin thưa quý vị, được báo cáo là khi thành tựu cái đại hùng vũ điện này thì thượng tọa trụ trì kêu là nợ như chú chồng. Nợ như chú chồng, không biết chú chồng mình hồi trước nó nợ ra sao. Đây rồi á, mừng thì có mừng, nhưng mà lo sẽ không phải là không lo được, bởi vì cái công trình nợ nặng bây giờ đó là phải trả cho nó mượn mà. Nhưng mà đều quý vị cũng đừng có lo lắm, bởi vì tất cả những người Phật tử đóng góp nó thành ra đó là tiền của Phật, từ từ là họ cúng lại. Cũng bị dính tới trần quốc huệ 1 triệu mấy đó. Xin thưa, bị ông có cái đại ngài trụ trì ông sợ công bố cái sổ phí mà xây dựng cái đại hội điện này nó quá mất cái người ta sợ, thành ra nói im đi, không có công bố. Nhưng mà nó đến như thế đó thôi quý vị, bởi vì mình nhìn thấy cái cơ sở này, và tôi nghe
cái sân ngoài cái bãi đậu xe đó mà nó làm rồi, chỉ có mấy ông thôi tới kinh luôn. Bây giờ đứng trước cái gì, đây là cái ban trị sự để vào trong, anh này là anh tổng thư ký trước của giáo hội, anh là Quỳnh Công Hiền, giáo sư của đại học của anh, anh này là anh kiến trúc sư đang làm sao cũng bình la dữ lắm đó. Ở đây là thủ quỹ lâu nhất của giáo hội chúng tôi, là cũng là có công rất là nhiều trong cái sự xây dựng cái đại học bưu điện Quang Minh. Ở đây là ông Minh Chiêu, tuổi đời cũng 80 mấy rồi nhưng mà cũng đeo đẳng cũng làm cho được. Là tôi cũng nguyện giá cho tất cả quý vị, cũng như kể cả tôi nguyện sống để cho tới ngày mà. Và đây là anh Hiếu, thư ký, đây là cô. Và đây là luôn cô là MC của chùa. Và đây là cô ngồi ở văn phòng, thư ký văn phòng. Chắc cũng còn nữa một vài vị nữa. Là chiều nay tối nay thì có cái chương trình mà văn nghệ để xây dựng, không phải xây dựng cho quý vị vui và cho tất cả mọi người Phật tử từ ra nơi về để mà tham dự uống văn nghệ cho vui, để mừng cái ngày hôm nay đại hùng vũ điện của mình. Không có dám nói quá chánh điện này so với ở các này, người ta không có thua ai hết. Công trình một phần lớn là không có nói tới ngày công trình, ngoài ra là trách nhiệm của ông bạn đi về Việt Nam để coi ba cái ngói, ba cái gạch ra nè, mà cái chân bị phá rồi, biết rồi. Phá cái là những cái chân nó bị què. Mà phải nói là cũng để ở đây nó cũng rất là mới chăm sóc chú đáo cho tới ngày là bây giờ mai giá lại cái chân đi mới được. Nếu quý vị thấy nó là về cái tiếng nói hồi nãy mình nghe không phải cái tiếng đó. Cái tiếng đó là cái người lớn tuổi rồi. À, bây giờ đã thành sau khi các cái này cái chùa rồi thành người lớn tuổi rồi. Và xin đây giới thiệu cho quý vị những cái khó khăn này rất là nhiều huynh đệ Phật tử ở trong cái đạo tràng này không có thể giới thiệu hết. Nhưng người nào người nấy cũng đều chí tâm, người nào người nấy cũng đều sẵn sàng đóng góp vừa cả về sức lực, tài lực, vật lực đều để đóng góp để thành tựu cái ngôi chánh điện Quang Minh. Xin lỗi quý vị, ở trong này có nói tại sao mà tôi đặt cái chùa của mình. Bây giờ hết giờ rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị. Tại quý vị nói quý vị kêu. À, xin cảm ơn tất cả các quý vị nghệ sĩ dân biểu của Quốc hội Liên bang Tiểu bang, tất cả các thị trưởng thành phố Maripitong, thành phố Bình Minh, thành phố Phú Trai, các huynh đệ trong các nghị viên của các hội đồng thành phố đã đang và sẽ ủng hộ cho cái ngôi chùa Quang Minh mới vừa khánh thành hôm nay càng ngày càng tiến triển. Do đó cho nên chúng tôi có đi ít nhiều mình cũng phải có đóng góp nha. Tôi không có tiền nhiều, tôi chỉ đi 2 câu liệu. Tôi chỉ đây đó. Thứ nhất câu ở đây: dương cao ngọn cờ Trung Pháp.
để làm gì? Và cái ngọn cờ bên kia truyền bá ánh đạo vô thượng. Cho nên cái chùa này là truyền bá cái đạo của Phật Thích Ca và chánh pháp của Đức Thích Ca thôi. Và xin nghe ghi nhận tất cả các anh em trong ban trị sự, họ cùng giáo với tôi và ban kiến thiết của đạo của Điện Quang Minh, tất cả các quý đạo Phật tử trong tiểu bang Italia, ngoài tiểu bang Italia và các quốc gia liên hệ như Tây Tây Lan, Nouvelle-Calédonie để tham dự đóng góp cái sự vui mừng trong cái ngày khánh thành chùa Quang Minh. Xin cảm ơn toàn thể đại biểu, chân thành ghi nhận công đức.